Với những diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Bộ Công Thương đã có buổi làm việc trực tuyến với lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh, nơi có nhiều khu công nghiệp và nhà máy quan trọng, nhằm tìm hiểu những giải pháp hiệu quả nhất hỗ trợ tỉnh này. Tại buổi làm việc, bà Nguyễn Hương Giang, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh cho biết, các doanh nghiệp trong khu công nghiệp, kể cả các doanh nghiệp tập đoàn lớn như Samsung, Canon, Foxconn, Microsoft đã xuất hiện nhiều ca bệnh dương tính với COVID-19. Trong thời gian tới, tỉnh sẽ có thể ghi nhận thêm các ca mới, nguy cơ dịch bệnh tiếp tục lây lan do tại đây có nhiều khu công nghiệp, tập trung đông công nhân, lại ở lẫn trong dân cư, sự giao lưu giữa các địa phương cao, nên tỉnh đã dốc toàn lực để khoanh vùng, khống chế và dập dịch, và bước đầu đã có những dấu hiệu khả quan. Tuy nhiên, việc không làm đứt gãy sản xuất cũng như giữ vững ổn định xã hội song song phát triển kinh tế cần những giải pháp đồng bộ. Do vậy, Bắc Ninh kiến nghị với Bộ Công Thương hỗ trợ những vấn đề như ban hành khung hướng dẫn xây dựng kịch bản ứng phó giãn cách dây chuyền sản xuất, tổ chức sản xuất phù hợp với diễn biến từng giai đoạn làm cơ sở để các địa phương triển khai thực hiện và hướng dẫn doanh nghiệp, hướng dẫn đề cương kế hoạch và cam kết về phòng chống COVID-19 để thống nhất triển khai tại các địa phương đơn vị, xây dựng phương án điều tiết nhằm đảm bảo nhu cầu hàng hóa thiết yếu giữa các tỉnh thành phố để hỗ trợ các địa phương ứng phó với dịch COVID-19. Trước mắt là hỗ trợ điều tiết cung ứng hàng hóa thiết yếu khi Bắc Ninh đề nghị hỗ trợ Bắc Ninh trong việc đẩy mạnh phát triển thương mại điện tử. Trước mắt là nâng cấp sàn thương mại điện tử tỉnh Bắc Ninh và hỗ trợ các doanh nghiệp sản xuất trên địa bàn tỉnh đưa sản phẩm lên tiêu thụ trên các sàn thương mại điện tử uy tín. Có ý kiến với Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 và tỉnh Bắc Ninh tháo gỡ cho các doanh nghiệp là nhà cung ứng cho Samsung trong các khu công nghiệp đang bị tạm dừng hoạt động, được phép hoạt động trở lại khi đảm bảo các quy định về phòng chống dịch. Đồng thời cho phép và hướng dẫn doanh nghiệp có đủ điều kiện cơ sở vật chất, phương tiện vừa tổ chức cách ly, vừa tham gia sản xuất đối với các lao động không phải cách ly tập trung. Sau khi nghe những ý kiến của tỉnh Bắc Ninh, lãnh đạo Bộ Công Thương và đại diện các đơn vị thuộc Bộ Công Thương đã giải đáp những khúc mắc của tỉnh. Chúng tôi cũng sẽ có cái ý kiến và kiến nghị phối hợp với Bộ Y tế và tỉnh để ban hành cái khung hướng dẫn xây dựng kịch bản ứng phó với dịch bệnh để phù hợp với từng giai đoạn để các địa phương có cơ sở triển khai thực hiện và hướng dẫn doanh nghiệp. Tức là Bộ Công Thương đã xây dựng cái phương án này từ năm ngoái rồi, có một cái phương án tức là đảm bảo nguồn cung hàng hóa thiết yếu trên phạm vi cả nước, có cái phương án hỗ trợ cho các tỉnh và chúng tôi tính toán cái sản lượng chung của cả nước để mà làm sao mà đảm bảo theo đúng cái 5 cấp độ kịch bản đối với 10 mặt hàng thiết yếu. Tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên đã đề nghị lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh phối hợp chỉ đạo các nội dung sau: tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm các chỉ đạo, hướng dẫn phòng chống dịch, tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh, thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp công nghiệp trên địa bàn, hướng dẫn các doanh nghiệp xây dựng kịch bản ứng phó phù hợp với diễn biến của dịch bệnh để đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh an toàn. Nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Công Thương để đề xuất các giải pháp tháo gỡ kịp thời. Tôi đề nghị là như này. Vì hiện nay là như đã nói thì Samsung Bắc Giang và các nhà vendor và Samsung Bắc Ninh và các nhà vendor cũng như Samsung Thái Nguyên sẽ phụ thuộc rất là nhiều với nhau. Thì tôi cũng đề nghị là tỉnh Bắc Ninh cùng với tỉnh Bắc Giang phối hợp để chọn ra các cái doanh nghiệp mà các nhà vendor này chúng ta làm gắt gao các quy trình và kiểm soát và cái dịch bệnh trong các doanh nghiệp này chúng ta đưa chọn sớm đưa doanh nghiệp này vào. Thì đây là vì cái lợi ích chung của Bắc Ninh và Bắc Giang và Thái Nguyên mà nó cũng phải sự phối hợp của hai tỉnh. Chúng tôi đã báo cáo Thủ tướng là cần phải ưu tiên vaccine trong đợt tới khi vaccine về cho công nhân các khu công nghiệp và các nhà máy xí nghiệp. Muốn đảm bảo sản xuất thì bắt buộc phải ưu tiên cái đối tượng này. Chúng tôi cũng đề nghị là những cái đơn vị trực tiếp, ví dụ như là Sở Công Thương, rồi Ban Quản lý các khu công nghiệp và kể cả các cái doanh nghiệp, tức là những cái chủ doanh nghiệp ấy, và trực tiếp là điều hành và đang sản xuất kinh doanh thì cũng phải nghiên cứu và vận dụng một cách phù hợp vào từng các cái loại hình sản xuất kinh doanh của mình. Cái điểm thứ hai là xây dựng phương án điều tiết nhằm bảo đảm nhu cầu hàng hóa thiết yếu giữa các tỉnh thành phố để hỗ trợ các địa phương. Tôi khẳng định là hiện nay thì cũng đã phối hợp rất chặt chẽ với tỉnh Bắc Ninh, rồi trực tiếp qua Sở Công Thương và một số các đơn vị và kể cả các doanh nghiệp thì khẳng định là sẽ đảm bảo cung ứng đủ các hàng hóa đối với tỉnh Bắc Ninh. Trước mắt thì như tỉnh đã đề xuất là nếu tỉnh có kiến nghị hay đề xuất gì thì chúng tôi cũng khẳng định là phối hợp với các cái tỉnh thành khác đó. Và đồng thời các cái doanh nghiệp lớn và các doanh nghiệp đấy là để có thể cung ứng theo yêu cầu của tỉnh Bắc Ninh. Thế còn cái điểm thứ ba là liên quan đến một số các cái hoạt động về xúc tiến thương mại rồi là đưa lên sàn thương mại điện tử vân vân, thì cái việc này là việc chúng tôi cũng đang rất là chủ động.